Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của Nhà Sành Lucy. Hôm nay thì Nhà Sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 200k trên một sản phẩm bất kỳ và đã bao gồm thì ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng bạn nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để Nhà Sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của Nhà Sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên Nhà Sành Lucy xin phép được giới thiệu đến quý chị thì sẽ là một con áo polo với tông màu xanh nước biển và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Club Room và bên trên áo này chúng ta có một cái thông số của sản phẩm, nó sẽ là 100% chất liệu quốc tông. Mã của mình là A55, chiều dài là 69, ngang là 60 và vai sẽ là 51. Size XL cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75 kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Và form dáng lúc này sẽ là thiết kế form dáng xô nên là bác nào bụng to bụng bự chúng ta bo trên thoải mái luôn, mặc lên vừa thoải mái dễ chịu mà cái form của mình nó cũng rất là gọn gàng cho quý chị. Và cái chất liệu sẽ là chất liệu cốt tông dày dặn này, thấm hút mồ hôi rất là tốt nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm sử dụng sản phẩm này mình mặc trong thời tiết mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm sẽ là mã A55 và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một quần áo với họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ phối giữa hai màu đen và xanh nước biển, mã A56, chiều dài là 70, ngang là 53 và vai sẽ là 48, size L cho các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg thì mình có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Cũng với cái thiết kế form dáng vuông rất là dễ mặc dễ dùng, chất liệu mềm mịn thoáng mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Với sản phẩm này quý chị chúng ta có thể sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mình mặc đi chơi đi làm đều rất là ok, vì là cái thiết kế của mình không những trẻ trung năng động mà còn rất là lịch sự nhã nhặn. Mã của mình sẽ là mã A56 và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một sản phẩm với họa tiết kẻ ngang luôn và cái tông màu chủ đạo của mình nó sẽ là tông màu trắng này, có những cái thiết kế chi tiết kẻ ngang tông màu xanh than và mã sẽ là A57, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 56 và vai sẽ là 55. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 70 kg đến tầm 75 kg là các bác yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Với những cái tông màu này thì các bác yên tâm là một cái sản phẩm cực kỳ trẻ trung năng động để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu của mình cũng là hàng chất liệu cốt tông dày dặn, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này, cực kỳ uy tín luôn. Độ mới của sản phẩm thì lại còn rất là cao. Mã sẽ là A57. Mọi thông số Nhà Sành Lucy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Vâng, bạn nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm với tông màu đen này của nhà Converse, mã A58, chiều dài là 70, ngang là 62 và vai là 54, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này với thiết kế tông màu đen rất là đơn giản. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái phần logo và tên của nhà Converse này, tem mác chính hãng nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng mã A58 này. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này, đây là một cái thiết kế rất là cơ bản để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo thì đây cũng là một thiết kế áo với tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Bên trên phần cổ áo thì chúng ta sẽ có một cái phần in tên của thương hiệu ở bên trên, mã sẽ là A59, chiều dài là 64, ngang là 53 và vai sẽ là 46,5. Em này có size S cho các bác nào chúng ta xung quanh khoảng 60 kg thì các bác có thể tự tin chúng ta đặt hàng em này. Bên trên ngực áo thì mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ này, chất liệu cực kỳ mềm mịn và rất là mát luôn nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm sử dụng em này trong mùa hè năm nay. Với cái thiết kế suông trơ đơn giản rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ, mã của mình sẽ là mã A59. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, đây cũng là một con áo với tông màu chủ đạo của mình sẽ là tông màu đen. Em này thì sẽ có cho mình cái họa tiết kẻ ngang này, mã sẽ là A60, chiều dài là 77, ngang là 65 và vai sẽ là 52. Size của sản phẩm này sẽ là size 2XL cho quý chị chúng ta từ 80 đến 85 kg. Các bác có thêm bên trên cho mình cái sản phẩm này. Bác nào đang tìm kiếm sản phẩm áo big size thì chúng ta có thể tham khảo cái sản phẩm này luôn. Và em này chúng ta có một cái lỗi nho nhỏ ở mặt trước áo này, chúng ta có một cái vết cháy xém nho nhỏ ở đây, nó một cái vết rất là nhỏ thôi. Nếu như mà các bác bỏ qua được cái lỗi này của sản phẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa cho em này mình mặc hàng ngày ở nhà cũng rất là thoáng mát dễ chịu. Mã sẽ là A60. Các bác có thể là coi lại một lần nữa form dáng của sản phẩm này. Bác nào yêu thích và có thể bỏ qua được cái lỗi nhỏ nhỏ đó của sản phẩm thì chúng ta có thể liên hệ chốt đơn với Nhà Sành Lucy mã A60, độ mới thì còn rất là cao.
Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Bạn nào yêu thích tông màu xanh thì chúng ta có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Một cái tông màu cũng rất là nổi bật để các bạn chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A61, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 52 và vai sẽ là 43,5. Em này có size M cho các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg thì quý chị có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái phần túi vuông nhỏ này. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu cốt tông rất là dày dặn và cũng đảm bảo với quý chị là mềm mịn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt để cho các bác chúng ta dùng trong mùa hè năm nay. Mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Mã A61. Mọi thông số thì nhà xanh đồ gì sẽ ghi một phía bên tay trái của mình để cho các bác chúng ta tiện theo dõi. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, một quần áo phối giữa hai tông màu xanh và trắng này, trông rất là trẻ trung năng động. Mã của mình sẽ là A62, chiều dài là 74, ngang là 56 và vai là 52. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg, các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em áo này rất là trẻ trung luôn nên là các bác chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn sản phẩm này. Chúng ta mặc trong cái thời tiết mùa hè năm nay, các bác mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Với cái chất liệu dày dặn này, độ thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Và em này cũng là một sản phẩm còn rất là mới, mã A62, form dáng suông dễ mặc dễ dùng. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo suông trơn đơn giản đến từ thương hiệu Uniqlo, một thiết kế với tông màu xanh than và mã của sản phẩm là A63, chiều dài là 70, ngang là 56 và vai sẽ là 46. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng và với những cái sản phẩm suông trơn đơn giản như thế này thì các bác yên tâm là phối đồ cũng cực kỳ dễ cho mình. Mã của sản phẩm sẽ là A63, một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Cái này cũng có cho mình là cái tông màu xanh than này và bên trên sản phẩm sẽ có những cái họa tiết như thế này. Đó, quý chị chúng ta có thể thấy thì chúng ta có những cái họa tiết hoa ở bên trên áo. Mã của mình là A64, chiều dài là 64 và sau là 65, ngang là 54,5 và vai áo sẽ dài 48cm. Em này sẽ có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Với thiết kế chính hãng đến từ nhà Uniqlo. Đó, các bác có thể thấy thì tem mác chính hãng đầy đủ rõ ràng cho mình và cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu cũng rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta sử dụng. Mình yên tâm là phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Mã của sản phẩm là A64. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm của nhà Polham với một cái tông màu của mình, nó sẽ là cái tông màu xanh này và mã sẽ là A65, chiều dài là 66, ngang là 50 và vai sẽ là 44. Em này có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg, mình có thể lựa chọn sản phẩm này. Cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều các họa tiết ở bên trên. Tuy nhiên cái sản phẩm của mình lại bị lỗi một chút này, ở đằng sau này chúng ta bị lỗi hai cái phần lỗ thủng ở bên trên cổ áo. Nếu như mà quý chị chúng ta bỏ qua được cái lỗi này thì chúng ta có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất xin mã A65. Các bạn có thể coi lại một lần nữa phòng giá của sản phẩm. Đây là một con áo polo với họa tiết kẻ ngang. Em này sẽ là phối màu giữa xanh lá và trắng này, một thiết kế của nhà Polo, một thương hiệu được ra đời vào năm 1890, cũng khá là lâu đời rồi. Và cái sản phẩm của mình cũng là 100% chất liệu cốt tông luôn. Mã của em này sẽ là A66, chiều dài là 69 và sau là 72, ngang là 67 và vai sẽ là 50. Với sản phẩm này thì các bác chúng ta xung quanh khoảng 75kg, 70 đến 75kg là các bác chúng ta yên tâm lựa chọn em này. Một thiết kế form dáng suông này rộng rãi thoải mái và với cái tông màu cũng rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm sẽ là A66. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái phần thêu logo của thương hiệu. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Các bác nào mà yêu thích cái phong cách tối giản thì mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Adidas này. Bên trên ngực áo chúng ta cũng có một cái phần logo và tên của nhà Adidas được in ở bên trên. Mã A67, chiều dài là 62 và sau là 63 và ngang sẽ là 53. Em này sẽ có size S cho quý chị chúng ta xung quanh 60kg. Các bác có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Ở cái sản phẩm của mình dưới đây nó sẽ hơi bị dính một chút bẩn này. Nếu như mà quý anh chị chúng ta đặt hàng hôm nay về thì hy vọng là các bác có thể là giúp nhà sành đồ si giặt lại một lần nữa cái sản phẩm này. Mã của mình sẽ là A67, một thiết kế áo chính hãng của nhà Adidas với cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu thể thao rất là mềm mịn thoáng mát. Các bác mặc em này hàng ngày cũng như là mình có thể sử dụng để mình mặc đi tập luyện các bộ môn thể dục thể thao, đi đạp xe chạy bộ buổi sáng thì cũng rất là ok. Tông màu xanh than thì các bác yên tâm phối đồ cực kỳ dễ cho mình. Mã sẽ là A67, form dáng suông cực kỳ là
dễ mặc, dễ dùng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm tiếp theo, cũng là một món áo với tông màu xanh than. Em này thì sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ngang và cùng với cái chất liệu thể thao rất là mềm mịn thoáng mát. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã của em này thì sẽ là mã A68, chiều dài là 72, ngang là 56 và vai sẽ là 46,5. Một sản phẩm dành cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 70 đến 75 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Độ mới thì còn rất là cao và đây cũng là một cái sản phẩm cơ bản basic để cho quý anh chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày. Mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Mã của mình sẽ là mã A68 này, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm với cái tông màu hồng này, một quần áo rất là xinh, rất là trẻ trung. Và đây cũng là một thiết kế của nhà Uniqlo luôn. Mã của sản phẩm này là A69, chiều dài là 59 này và sau là 62, ngang là 52 và vai là 45,5. Một sản phẩm áo dành cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 60 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình lấy sản phẩm này. Chất liệu rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉ và cái sản phẩm của mình cũng rất là năng động trẻ trung để cho các bác chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Tay áo thì được bo lại này, nên là khi mà quý anh chị chúng ta mặc thì cái phần tay của mình nó sẽ rất là gọn gàng. Mã A69, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm với tông màu ghi và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Como Sport này. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu. Đây là một sản phẩm áo được gia công và sản xuất tại Ý. Mã của mình sẽ là A70, chiều dài là 68, ngang là 57 và vai sẽ là 52,5. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 kg thì các bác có thể yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này. Chất liệu vải rất là mềm mịn luôn và mặc trong thời tiết mùa hè cũng rất là mát mẻ, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta sử dụng. Và cái sản phẩm của mình là những cái tông màu trung tính nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm là phối đồ bên này cực kỳ dễ dàng. Mã A70, bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo với tông màu cam. Lại gần một chút cho quý anh chị chúng ta coi kỹ hơn được cái tông màu của sản phẩm này. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Tommy. Tem mác rất là uy tín ở bên trên này. Và mã của sản phẩm này sẽ là A71, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 52 và vai sẽ là 51cm. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái logo của thương hiệu. Em này độ mới còn rất là cao và cái thiết kế của nó cũng rất là trẻ trung năng động. Các bác có thể là coi lại một chút toàn bộ cái form dáng và các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm này. Mã của sản phẩm sẽ là A71. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà thông minh thì có thể là nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo, một quần áo với tông màu đỏ và họa tiết kẻ ngang dành cho bác nào yêu thích những cái tông màu rực rỡ một chút. Chúng ta có thể lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Mã A72, chiều dài là 71, ngang là 52 và vai là 49. Size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể sử dụng em này. Form dáng suông dễ mặc dễ dùng và em này là một cái sản phẩm với cái độ mới còn rất là cao luôn, nên là bác nào yêu thích và cũng như là vừa vặn với em này thì chúng ta nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Với cái chất liệu vải thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt nên là cũng rất thích hợp để cho quý chị chúng ta mặc trong thời tiết mùa hè năm nay. Mã A72. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo với tông màu đỏ nhưng mà em này sẽ là họa tiết trơn. Em này sẽ là một con áo suông trơn đơn giản thôi, một thiết kế của nhà Grand Slam. Bên trên này là tem mác của thương hiệu. Mã của sản phẩm là A73, chiều dài là 67,5, ngang là 58 và vai sẽ là 50. Và cái sản phẩm của mình sẽ có một cái phần túi ở bên trên ngực áo này. Bên trên này sẽ là một cái logo của thương hiệu. Và form dáng của em này sẽ là thiết kế form dáng suông cho các bác nào chúng ta từ 60 đến 65kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này thì được cái là tông màu nó nổi bật nhưng mà cái họa tiết của mình sẽ là không có họa tiết. Nó sẽ là một cái sản phẩm suông chưa đơn giản nên là cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mình có thể phối đồ với các trang phục khác nhau cũng rất là ok. Mã A73. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một em áo với tông màu ghi đậm này và cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang, một con áo vừa trẻ trung năng động mà cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Đây là một thiết kế được gia công và sản xuất tại Thái Lan. Mã của mình là A74, chiều dài là 72, ngang là 53 và vai là 49, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Em này là một cái sản phẩm rất
rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay, với cái độ mới còn rất là cao và những cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu trung tính, rất là trẻ trung và dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Với chất liệu thì bên trên này chúng ta có các cái thông số về chất liệu của sản phẩm, 60% cốt tông và 40% là polyester. Cái chất liệu dày dặn và mặc lên cũng rất là thoáng mát, dễ chịu cho quý anh chị. Mã của mình sẽ là mã A74. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất xin. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một con áo với tông màu xanh ngọc và mình có một cái đường kẻ ngang ở trước ngực áo này. Mã của sản phẩm này sẽ là mã A75, chiều dài là 74 và sau là 80, ngang là 62 và vai sẽ là 53 cm. Cái sản phẩm này thì sẽ thích hợp cho bác nào chúng ta xung quanh từ 75 đến 80 kg. Các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này, form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái luôn. Và cái tông màu của em này sẽ là tông màu cực kỳ trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm sẽ là A75. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết chi tiết của sản phẩm này. Mã A75, thông số thì nhà sản xuất sẽ ghi vào phía bên tay trái màn hình để cho quý chị và tiện theo dõi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo với tông màu xanh tím đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã của mình sẽ là A76, chiều dài là 63 và sau là 65, ngang là 54 và vai sẽ là 49. Với sản phẩm này quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mỗi thiết kế suông chưa đơn giản cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Với sản phẩm này quý chị có thể mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm cũng rất là lịch sự nhã nhặn cho mình. Mã A76 này quý chị có thể là coi lại một lần nữa form dáng cũng như là các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Đây sẽ là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo với mã là A76. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo polo tông màu xanh than đến từ thương hiệu Arrow. Mã của em này sẽ là A77, chiều dài là 71, ngang là 60 và vai sẽ là 51. Em này sẽ có cho mình là cái họa tiết kẻ ô vuông này, một sản phẩm áo với độ mới còn rất là cao. Và với tông màu này được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Đây là một cái tông màu mặc lên cực kỳ trẻ trung và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Đặc biệt cái sản phẩm này của mình là một thiết kế với cái độ mới còn rất là cao, chất liệu thì dày dặn lên form dáng chuẩn chỉnh. Thứ hai nữa là mặc trong thời tiết mùa hè cũng rất là thoáng mát dễ chịu với độ thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt này. Mã của em này sẽ là mã A77. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất xin. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, có con áo với tông màu xanh than. Họa tiết sẽ là họa tiết kẻ ngang, em này cũng rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Một thiết kế chính hãng của nhà Nautica. Bên trên này sẽ là một cái phần thêu tên của thương hiệu. Mã sẽ là A78, chiều dài là 65 và sau là 68, ngang là 57,5 và vai sẽ là 51. Đây là một sản phẩm dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 65 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Tông màu xanh than mặc lên cực kỳ đẹp, cực kỳ trẻ trung. Và với sản phẩm này các bác yên tâm là phối đồ cũng rất là dễ dàng cho mình. Một con áo trẻ trung năng động để cho các bác chúng ta mặc hàng ngày cũng như là mình mặc đi chơi đi làm. Em này độ mới cũng còn rất là cao nên là các bác chúng ta yên tâm chúng ta đặt hàng hôm nay. Mã của sản phẩm sẽ là A78. Và chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế áo phối hai màu vàng và xanh này, ba màu vàng trắng xanh. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang, mã A79, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 58 và vai sẽ là 50. Một sản phẩm áo cho các bác chúng ta xung quanh 65 kg, mình có thể lựa chọn em này. Form dáng suông dễ mặc dễ dùng, cũng là những cái tông màu rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu vải dày dặn nhưng mà cũng không kém phần là thoáng mát dễ chịu. Mã của mình sẽ là A79, với cái độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Tommy. Cho quý anh chị chúng ta coi kỹ một chút toàn bộ các cái tem mác của sản phẩm này. Ở bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã của sản phẩm này sẽ là A80, chiều dài là 70 và sau là 72, ngang là 55 và vai sẽ là 49,5. Một sản phẩm dành cho quý chị chúng ta xung quanh từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này, cũng là một cái thiết kế cực kỳ trẻ trung năng động và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Bên trên ngực áo mình có một cái thiết kế hình y này cũng rất là nét, nên là các bác yên tâm chúng ta lựa chọn chất liệu vải dày dặn này cho quý chị chúng ta coi cận chất luôn. Với cái chất liệu này thì các bác yên tâm là lên form dáng chuẩn chỉnh và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Mã của sản phẩm sẽ là A80, một sản phẩm chính hãng của nhà Tommy. Và đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ý. Nhà xanh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ nhà xanh Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà xanh Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.